bữa nay mày like có gì lạ không con? Mở cái bản tin đó đó, tức là qua cái bản tin nó nổi bật lên những cái việc mà chúng ta là nếu mà chúng ta mà quan tâm về vấn đề tình hình đất nước đó, em có thấy không? Tức là những cái điểm nổi bật, điểm nổi bật cụ thể là không trước đây đúng không? Trước đây là dư luận hoặc là người dân họ cứ cho rằng là cứ dơ cao đánh khẽ về cái công cuộc gọi là chống tham nhũng của chính phủ đúng không? Đã nghe rõ đó, mọi người nghe rõ rồi đó, báo Phú Trọng nói rất là rõ, rất là chi tiết à, chống tham nhũng mà thêm tiêu cực nữa, mà quan trọng nhất là đánh vào trọng tâm. Trọng tâm là gì? Là từ trong cái tư tưởng, trong cái tư duy, mà kể cả những cái vị quan chức, con người mà có cái suy nghĩ mà tiêu cực ấy. Đó, tức là quýnh từ gốc quýnh lên chứ không có cái kiểu mà khẩu hiệu nữa. Đó. Đúng rồi. Rất là Thì hay. những cái lời của ông nói thì một vị nói chung là coi như là một vị chủ tịch nước ấy, hoặc là Tổng bí vị thư, chủ quốc tổng bí gia, thư. tổng bí thư Dạ, cũng tổng như bí là một thư. chủ tịch nước Dạ. rồi, với ông đại khái là người hơn lớn hơn rồi, đứng đầu, dạ hơn luôn đứng cái đầu đất bà nước, rằng là đứng đầu đất nước. Dạ đứng đầu đất nước thôi nữa. Thì nói câu đó thì dạ quá đúng đúng đắn rồi, mà mình phải công nhận là cái điều này là mình phải hiểu một cái điều là ngay từ giờ phút này nhà nước đã bắt tay vào cuộc để mà diệt trừ tham nhũng rồi tiêu cực, rồi nói chung là những cái gì mà sai trái trong xã hội, mình nói dạ chung á, chứ còn ở trong xã hội dạ thì rất là nhiều, tiêu diệt những người tham nhũng, rồi nói chung là tất tần tật những cái gì mà cảm thấy là xã hội bất ổn á, nói chung là phải tiêu diệt hết. Và cái điều quan trọng người ta muốn nói là cái điều là những cái like mà cha con mình hay lên like để mà nói, thì mình đánh trọng tâm trong cái vấn đề văn hóa và về giáo dục, nói thẳng là vậy. Thì hy vọng là Bác Trọng, hình như trong cái ý của Bác Trọng nói cũng có vấn đề đó nữa chứ không phải là không. Vì chỗ đó là trọng tâm, mình phải trọng tâm cái điều đó một chút. Là tao thấy là bắt đầu từ giây phút này là những cái người nào mà làm sai trái là đã run sợ rồi đó, mà tao thấy là vậy, tao thấy là vậy. Tao thấy có một cái đường hướng là những người nào coi như là ăn to nói lớn mà chối, bởi vì tao mới chán, tao nói là không biết tại sao mà mình cảm thấy là chắc là con người mình nó ngây quá cho nên là mình không thấy không thấy những cái gì vậy, và mình thấy họ mà chối rồi họ đương lẹo rồi mình thấy mình chán, rồi họ có những cái chuyện mà nói không thành có, nói có thành công này kia, mình thấy mình phát ngán luôn á, mình thấy nó kỳ cục. Tao mới viết một cái sao tôi nói rồi, cái gì mà từ A tới Z gì mà nó cũng xạo hết rồi, sao trời từ sao sống nổi. Tức là họ họ biết là sai 100% á, nhưng mà nó nói đủ, mà đâu có ngu, tao đâu có ngu, tao nhận sai, mày nhận sai chi luôn. Tao thấy tao buồn cười quá, mà thấy tao chán ngán, tao nói thôi được, tao nản quá, tao nói thôi mình thôi. Nhưng mà ý ý là tao là cũng vô cái không gian mạng này cũng 4-5 năm rồi đó, cái không phải mới đây, nhưng mà tại vì cái tánh của mình là cái tánh mình trực tính quá, mình nghĩ ai cũng giống như mình và thấy sao thì nói vậy. Nhưng mà ở ngoài xã hội, ngoài đến cái không gian mạng không phải vậy, nghĩ vậy là lầm rồi. Được. Được. Cười, tao nghĩ tao người tao đôi lúc tao ngồi tao cười mình, tao nói đủ ai cũng như mình mẹ thì đủ, quá đâu còn chiến tranh, đủ đâu làm gì có cái chuyện mà đủ nó quýnh nhau, nó chửi lộn nhau ha, đồ thôi kệ, tức là mình khi mà mình vào không gian mạng này mình chơi với các con cháu anh em thì mình phải chấp nhận cái điều đó, mình phải chấp nhận một cái mà có như là khác khác chính kiến của mình, nó thẳng là vậy, chứ không không ai giống ai, nó khổ vậy đó. Có nghĩa là mình thấy cái cây ngay mà nó ồ cây này nó ngay quá, thằng kia đủ mà bây giờ vậy sao mà ngay được, tao thấy nó cong queo đủ. Ủa sao mà giờ cong queo, tao thấy ngay mà nó đủ mày, mà tao nói cong là cong rồi, buồn cười nó chỉ có vậy thôi mà nó chán ơi là nó chán. Mình không thể nào mình không thể nào mình có nghĩa là ý mình nói là mình không bắt họ phải theo giống mình, nhưng ít nhất Đúng là rồi. họ cũng trung dung, có nghĩa là họ cảm thấy cái đứng ở trung dung, cái này không đu mà cái này là coi như nó bẻ quặt 180 độ luôn. Mình nói phải, nó kêu sai, không có thứ gì mình nói chuyện rồi, với lại hở ra cái đồ mà tao đâu có ngu, tao nói đúng mày rồi. Rồi kêu bằng cãi cố cãi chạy thôi, tao cũng lại luôn. Mà tới bây giờ mới đã vậy thôi, hôm qua kia tao cũng đưa cho mày một cái tin đó, buồn cười lắm kìa, tới giờ phút này
cái con Phi Nhung á là nó chết mẹ nó mất rồi, mà bữa nay nó nói không, nó có là dụ á, có nói là nó còn sống đi shopping với đi chợ bên Mỹ á, mà nghĩ là coi á, được vậy mà vậy cũng có người vô coi quá quá hô được quá vậy mà nó cũng đưa được vậy mà nó cũng đưa được ta thiệt tình nó quải luôn á, khổ thiệt tình 100% mà Phi Nhung rồi sống vậy rồi rồi má vậy mà cũng có người vô quan hô nó mày mới là ghê rồi, má. Tao không biết sao tao nói được, tao nói tao lại luôn á, rồi tao chấp cho tao lại luôn. Nhiều khi mình cỡ đó mà cỡ đó mà còn gạt được người ta nữa, đúng rồi khổ em. Tức là chứng tỏ là con người nó lợi dụng vào cái tính cuồng á, cái sự cuồng của con người ta lợi dụng vào chuyện đó nó cứ đúng lừa rồi. Thôi đó. Tao hỏi mày vậy thì tao hỏi mày nó xuyên tạc mà mình cũng có hồi xưa tao mới nói những cái diễn đàn mà chống Việt Nam mình biết không, 400-500 người vô, một thằng nói xạo trên kia gió trà kia, là cái thằng nào đứng trên kia nói cái hạng kia là thằng Trung Quốc Huy đi ở dưới, má toàn là học vị cao lắm, đúng má toàn là giáo sư tiến sĩ rồi bên toàn là dân kiến thức không, đùa ngồi chóc bỏ lên ngồi nghe thằng lớp 7 đó đúng má thấy tao quải luôn á. Có nghĩa là khi ý tao muốn nói là cái chữ láo xạo đó mà nó cứ đi lặp đi lặp lại nhiều lần mà nó suốt năm này qua năm kia thì người ta tưởng là nó thật, mày hiểu tao nói không? Đúng rồi. Rất ư là buồn cười, và thậm chí tao nói cho mày nghe cái con Phi Nhung nó chết mẹ rồi, nó đốt xác rồi thành tro rồi, mà bữa nay nó còn nó nói là đủ cái Phi Nhung còn sống đi phước binh bên Mỹ á, đủ hết thì nghĩ mà coi vậy mà cũng có người tin đó mày, đủ tao không biết sao tao nói là tao lại luôn, tao khổ là khổ. Thành ra bởi tao nói cái xã hội nó gian nan dễ sợ lắm. Ý tao muốn nói là một cái điều mà 100% trong người dân trong nước ai cũng hiểu cái điều đó là 100% là như vậy rồi, mà nó vẫn cố tình nó bẻ lại, mà mày nghĩ mày coi mà vẫn có người tên thì tao hỏi xua luôn à, tao nói giáp mũi mớ đúng không, cuối cùng nó cũng đưa câu chuyện này nó giáp mũi mớ lên, đúng rồi có okay. Nhưng mà thà cái chuyện đó nó không phổ biến rộng rãi thì tao không nói, ví dụ 50-50 có người bán tính bán nghi thì không. Còn cái này tang lễ rõ ràng, nói chung là tất cả mọi người từ lớn tới nhỏ, từ giới nghệ sĩ gì đến dân chúng ai cũng biết cả, mương bà nó vẫn nói được cái đủ quá thua luôn. Mình thấy mình sợ luôn á, mình sợ luôn cái khuôn mặt này, cái là muốn nói sao là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, nó cỡ nào nó không được, nó thậm chí tao thấy tao quải quá, tao buồn cười á. Nói chung là thì cách đây khoảng chừng tuần trở lại đây thì phải nói là trước cái mùa lễ Thanksgiving á, thì ngày hôm qua ở nước Mỹ này là Thanksgiving, nhưng mà mình đã nói bây giờ nói chút xíu về lạm bằng quyền cũng được, coi như là nói chung là kiểu Iowa ảo tưởng và cái sự vọng ngoại. Tao nói cho mày nghe, cái lễ Thanksgiving á là cái lễ của nước Mỹ và người ta gọi là lễ được mùa của người mà da đỏ, vẫn cách đây khoảng từ ngày lập quốc tới bây giờ. Cái lễ đó nó chẳng dính dáng gì tới Việt Nam hết trơn, nó không có dính dáng gì liên quan. Việt Nam cả. Không liên quan luôn với Việt Nam luôn, nhưng mà có một số người ở Việt Nam vẫn lấy cái lễ của thằng Mỹ đem về nhà đồ mà ăn theo. Tao đã coi thấy rồi. Rồi chưa? Rồi các cửa hàng buôn bán ở Việt Nam cũng lấy cái ngày Black Friday của thằng Mỹ là cái lễ sau cái ngày Thanksgiving một ngày, ngày thứ sáu thì nó gọi là Black Friday. Đồ mà để đi, tao nói hôm trước rồi. Nó tạo ra những cái đó là những con buôn, mày hiểu tao nói không? Nó tạo ra mỗi ngày vậy, chắc như là lễ để cho nó bán hàng. Bởi vì tao nói cho mày nghe, kinh tế nước Mỹ là buôn bán là chính, tiền là chính, không có lễ con mẹ gì cả. Mà giờ mấy cái hàng tư bản mà thuộc gì gọc á, là nó phải tạo ra một cái gì đó để người ta dân chúng ta đi mua, người ta mới tạo ra một cái lễ tình tạo dân. Cái lý do tạo cái cớ lễ, tạo cái cớ để đi đúng không? Ngày đúng rồi, ngày của mẹ, ngày của cha, nói chung tất cả tật rồi. Bây giờ người lễ nó bán ế quá không biết sao, nó tạo ra một cái lễ là một cái ngày rất hay đê. Nói chung là nhiều lắm, nhưng mà cái đó là chi để là nó kích thích kinh tế và nó bắt người ta phải đi mua. Đó. Thì ngược lại ở Việt Nam mình cũng ngày hôm qua cũng có một cái bà đó, em đi mua hỏi đâu vậy, em đi mua bữa nay nó sale dữ lắm, một ngày thứ sáu đen gì đó sale dữ lắm. Gì kỳ vậy, Việt Nam cũng có nữa hả, trời ơi mày thấy không, có nghĩa là một sự bắt chước vô lối. Thì thay vì mày muốn bán gì thì mày đừng có nói câu đó, mà nó hôm nay là cửa hàng
có một số hàng tồn kho đã lâu thanh lý các cái rồi thì được ra quá rồi, mắc mới gì là phải đi Đúng rồi. luôn, mới bắt trước 2 ngày rất hay đê trời. Có nghe mà thấy rồi, bây giờ là hôm trước bác bố đã nói rồi, bắt đầu nó ăn sâu vào, đây là cái gặm nhấm văn hóa nha, cái gặm nhấm thì chúc thì chúc thì chúc thì chúc bắt đầu đi rồi, theo rồi sau này tất cả những cái văn hóa hư, ta nói rồi, những cái thói hư tật xấu của cái gì văn hóa Mỹ này nó sẽ xâm nhập vào ở nước Việt Nam. Và ta nói cái điều ra nó cũng hơi nói chung là buồn á, là bởi vì ở nước Mỹ này á, thằng đêm á, nó có những cái night club và phụ nữ á, những cô gái trẻ đẹp và thân hình nuột nà nói chung là dáng dáng vẻ là phải phọt, cái nói chung là phải đẹp rồi kia, mà ở lên sân khấu và múa rồi là múa khỏa thân đó, sexy đó, rồi ai mà bỏ tiền đến đó thì họ lại đưa cho ta coi những cái bộ phận kín của cơ thể, đại khái là vậy. Cái đó là văn hóa của nước Mỹ đó, thì tao nghĩ là không sớm thì chạy Việt Nam sẽ làm cái điều đó, là làm lén làm lúc, mặc dù là người ta nước Việt Nam không chấp nhận điều đó, nhưng mà nó sẽ làm lén làm lúc đó, là nó cũng đưa cái du nhập của cái văn hóa của bậy bạ của nước Mỹ vào ở Việt Nam đó. Và hình như tao nghĩ là các bà cấp hồng karaoke kín hàng kia, tao nghĩ các cái đó nó cũng có rồi, báo chí đã khui rồi, cũng bắt rồi. Cái đó là gì? Cái đó là Coi cái không, coi tệ không, nạn coi văn không, coi hóa không, coi không, hả? coi không, coi không coi không cái phòng không 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 karaoke không, hết, thôi tức là mình ta nói cho nói mày có nghe xác mất có là chứng, nói có xác mất có chứng, biết đúng không? rồi, ta cũng có sách, nó có chứng nữa. Cái ngày đầu tiên ta Nè, về năm 2019 á, nè, kiểu kiểu gì tức là đây đó. là cái phòng karaoke, là khi bị đoàn kiểm tra tới á, thì nó có một cái phòng riêng để nó chơi, trốn, tức là Trốn đào lên nó đó, thế trốn, mà rồi khi người ta kiểm tra xuống thì nó phát giác ra nè, để nó lôi đầu xuống nè, rồi ok, vậy thôi đó được rồi, không đó, mấy người ngắn nặng gọn vậy này thôi đúng là cũng không? không lên được đó. Rồi ok, vậy tất nhiên là khi những cái đó bố nói là chậm mẹ nó mất rồi, có sẽ nó có rồi, đúng không? Nó chưa có nữa, thấy chưa, mà thấy chưa, rồi những cái văn hóa độc hại, những cái văn hóa xấu tốt là không thấy, tao biết nó chưa bao giờ, tao chưa bao giờ tao thấy nó đem một cái văn hóa gì tốt của nước ngoài về chứ, mà nó phổ biến cả. À, mà toàn là nó du nhập những cái thứ hơi tật xấu của nước ngoài. À, tao không hiểu là sắp sửa tới đây, tao không biết là ở đây tao mới có nguồn tin của mới đây mới thầy đây, cái này mới là ghê nè. Nhưng mà khi nói ra tao nói trước là cái này là tao nói là nói về đề tin tức đưa ra thôi, chứ đây không tao không có đặt điều nha. Thứ nhất là có những cái mà ở nước ngoài nó bại hoại và mình cũng thấy nó không thể ngờ được. Đây nó cho tụi bay coi cái này, được coi quay mặt truyền hình ra làm sao coi. Được rồi, được rồi. Ô, được. Biết rồi. Là xài Samsung không quen, thành ra nó hơi khó xài. Đây. Đây là một anh chàng cựu cảnh sát, có lời dịch của tao đây nè, mày tôi ghê nè. Này, để chưa? Thấy chưa? Để tao đọc cho nghe. Đây là một ông cựu cảnh sát của tiểu bang Louisiana và sĩ quan của K9. K9 là biệt danh của tụi chó, mà con chó mà cảnh À, sát nó hay cho cảnh sát. chó cảnh sát đó. Thì cái ông này á bị kết án 20 năm vì lạm dụng tình dục với con chó, ông chơi con chó luôn. Đồ má. Mà thấy ghê không? Đó đó là tin tức của Mỹ đưa ra nha, không phải của tao nha, tao không có nói nha. Đồ thấy chưa? Rồi, nếu mà không sớm thì chạy đồ má Việt Nam cũng đem văn hóa này vô luôn hay sao? Đó, đó là những cái mà mình cảm thấy là mình thấy khủng khiếp. Chờ chút nha. Kho cá, kho cá. Rồi ok, hiểu rồi. Rồi, rồi, kho cá. Không. Mang dĩa cua xuống Mày cho tôi ăn đang đi, ở khỏi kho kìa. chuồng. Ok rồi, vậy đi. Thấy rồi. Dĩa cua xuống, đưa. Rồi. Lấy dĩa cua xuống rồi bố, đưa dĩa cua xuống rồi khỏi đi kho cá mất công tội nghiệp. Cua có sẵn rồi kìa. Bưng 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 hai cua xuống đi. Bưng hai cua xuống đi khỏi đi Gì kho cá gì mất công. Bưng hai cua xuống đi khỏi đi kho cá mất công. à, bữa nay Thấy không không? kho cá, bữa nay đi công chuyện. Tôi nói cho mày nghe mà mình cảnh báo thôi, với lại những cái như vậy thì mình rất là bực mình. Theo theo lời mày nói là bác Trọng đã nói chung là
nhóm củi, nhóm lửa, rồi tất cả những cái điều đó đều làm sạch lại cái môi trường xã hội là tao hoàn toàn tao đồng ý. Với lại tao mới nghe được cái một cái tin là một cái ông nào ở giám đốc công ty CEO của một cái huyện Thủ Đức gì đó, đã Bình Dương hay gì đó, đã vô lò, nói chung là bán đất đai, để nói chung là tham nhũng, nói chung là tham nhũng bất động là đi vô sản, lò liên giúp quan bất động bất sản. động sản gì đó. Đúng rồi, Dạ. để thấy là vậy thì phải làm sạch môi trường. Nhưng mà cái đó tao thấy tao tao nôn nóng, bởi vì mấy bữa nay là thấy ba cái vụ đám nghệ sĩ này, nghệ sĩ là tao thấy tao tao thấy là nếu tao là tao làm đám nghệ sĩ trước, đừng làm người văn hóa trước, bởi vì hiện giờ cái đám trẻ với đám học sinh với cái đám thanh thiếu niên nó vẫn cuồng những cái đám nghệ sĩ, rồi vẫn chửi bới. Chính vì những cái chỗ mà nó cuồng thì làm cho nó làm cho cái xa làm cho cái cộng đồng xã hội mạng nó nổi sóng, đứa binh đứa chống tùm lum tùm la mà lắm. Mình xác định một, thứ hai là nhà báo bẩn, hai là vấn đề văn hóa văn nghệ làm cho rốt ráo, cái đó là nó ưu tiên hàng tao tao á là tao làm cái đó trước, ưu tiên hàng đầu. Còn không biết là các bác lãnh đạo thì nghi xa là tao không biết, nhưng mà theo tao á, theo cá nhân tao, tao làm cái đó trước là bởi vì chính đó ổn định về mặt trật tự xã hội trước, rồi bắt đầu mới làm cái kia. Thì thôi tao nghĩ lắm mấy ổng làm hết á, chứ không phải là ổng làm, nhưng mà từ từ Đúng rồi, thế thôi. thì con Ổng nhắc làm phải chi có tiết sách, nãy phải có giờ chứng. con nhắc chi tiết này cho bố thấy nè, hồi nãy bố coi đoạn clip đó không, tức là bác Trọng đã nói rất là rõ ràng và cụ thể luôn là tại sao là phải làm bên cái ngành y tế chứ. Đó, ở đây theo góc độ cá nhân của con hiểu á, trong khi cái ngành y tế hiện tại bây giờ là đang căng mình ra chống dịch đúng chưa, đó, nhưng tại sao vẫn làm bên ngành y tế chứ? Thứ nhất là bác Trọng đã nói rất là rõ, đây là nó liên quan từ những cái khóa trước, và đó là gì, Không, là cái thông điệp để thể hiện cái sự quyết tâm của chính phủ trong cái công việc, trong cái công cuộc gọi là phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó, đó là cái thông điệp, là thể hiện cái sự quyết tâm và làm rất là rốt ráo trong mọi vấn đề chứ không riêng gì ngành y tế. Đó, theo 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 cái tao nhìn tao của lưu con ý á, chỗ tức là này chút họ sẽ xíu. làm Đúng tất rồi, cả. À, vấn đề là theo cái tao nào trước hiểu cái nào á, sau thôi. Dạ. đúng rồi, theo tao hiểu cái điều này chứ, cái gì mà liên quan đến sinh mạng của nhân dân, sinh mạng của con người thì cái đó ưu tiên trước. Đúng Dạ. rồi, mấy ông làm vậy là đúng rồi. Cái gì y tế là liên quan tới sinh mạng con người nè, cái gì là có một cái vấn đề này nữa, nhưng mà bữa nay thì không có nói vấn đề mà nhập ra những cái lo toa xe lửa cũ của nước ngoài đó, hiểu không? Ừ. Cái đó là sao mình sẽ phân tích. Rồi một cái nữa là kỳ rồi là Nam Hàn nó đã cho Việt Nam mình mấy chục chiếc xe cứu thương, cái điều đó mình nó muốn nói sao? Cái gì mà liên quan tới cái sinh mạng của con người thì nhà nước chúng ta rất là thận trọng, không có không 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 có đùa được. Ok rồi, ok bố, chuẩn bị bố đi công chuyện chút nha. Rồi ok bố.